một ngày, 5 ngày, 10 ngày, tụng nhiều tháng nhiều năm mới cảm được cái thần lực của Bồ Tát trong Phổ Môn mà Ngài nói. Vô lửa phải không? Niệm Quan Âm, lửa biến thành thanh lương mát mẻ. Vô nước, nước không chìm, lửa lửa không cháy. Không? Rồi cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ. Cái bà đó bảo nói, bây giờ con muốn cầu chồng được không? Kêu vô tư. Trời, cầu chồng càng đơn giản. Người ta cầu cầu chứng niết bàn, cầu vãng sanh. Người ta nói niệm niệm Quan Âm cầu vãng sanh được không? Ngài nói niệm Quan Âm còn cầu vãng sanh được. Cầu chồng cũng thế thôi, vô tư còn ngon hơn nữa, dễ dàng hơn. Cầu vợ cũng thế thôi. Công nhận cái nguyện lực của Bồ Tát Quan Âm gọi là nguyện lực vô tác, bất khả tư nghì, cầu gì được đó. Mà với điều kiện phải làm đúng công thức là phải niệm danh hiệu của Ngài, cung kính đảnh lễ Ngài, tha thiết niệm danh hiệu Ngài. Cộng thêm đó nữa là mình tích đức. Tích đức cầu con, cầu sự nghiệp, cầu công danh được. Còn cầu tiền cầu bạc, tích đức tích phước, người này vẫn cầu được. Nếu mà không tích mà cầu là chuyện đó là chuyện phi nhân quả. Không biết bố thí cúng dường làm phước, một năm lại coi nhìn lên 10 đầu ngón tay không đủ làm 10 điều phước. Ăn chay không có, khuyên người không có, phóng sanh không có, làm phước lành giúp người nghèo không có. Toàn là muốn quơ quét về cho mình không. Hưởng một thời gian nó hết. Rồi cầu không có nữa, rồi bắt đầu mình mới than trời trách đất. Tôi lên chuồng dắt nhàn tôi cúng thường xuyên, hỏi cúng gì? Cúng nải chuối. Thôi cúng nải chuối cũng kể.